Là một người con của Long An, mình rất tự hào khi mang vẻ mộc mạc chân thành của mẹ, vẻ hiện đại và độc lập của cha. Ở mình có một sự nhiệt huyết và luôn cố gắng phấn đấu hết mình cho công việc. Ở Long An còn rất là nhiều đường bờ, đường đê ruộng chưa được khắc phục và đổ bê tông. Điều này rất là gây nguy hiểm cho các em nhỏ đến trường. Và nếu trở thành Hoa Khôi Sông Vàm 2022 thì mình tin chắc rằng mình sẽ thực hiện dự án này ngay vào ngày mai.